Nhạc phẩm Lệ Úa của nhạc sĩ Huy Phương. Đây là một nhạc phẩm mà Quốc Khanh rất là thích từ khi mà xem Yến hát live show của Yến khoảng 5 năm về trước. Hôm nay xin gửi tới quý vị một màn song ca với nhạc phẩm Lệ Úa sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương. Dành cho ai khi dòng sông chia hai lối rẽ, giọt lệ này em dành cho ai khóc người thương khóc ai phụ mình, dù bên đời mạnh tình xót xa phút giây này sao động trong ta. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ úa, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đọa đầy khi em về đường tình rẽ đôi hai phương trời xa biệt mùa khơi. Người đợi người đến thời gian trôi, câu tình ca ru em vào đời. Người đợi người xin nhận lá rơi, người đành quên nhớ phù lời thề. Giọt lệ này dành cho ai khi dòng sông chia hai lối rẽ, giọt lệ này em dành cho ai khóc người thương khóc ai phụ mình, dù bên đời mạnh tình xót xa phút giây này sao động trong ta. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ úa, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đọa đầy khi em về đường tình rẽ đôi hai phương trời xa biệt một nơi, còn lại đây với những đọa đầy khi em về đường tình rẽ đôi hai phương trời.